Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Và mình là mình đây, mình đã trở lại với anh em sau một tuần nghỉ ngơi ăn Tết. Và nhân vật mà mình mang lại cho anh em đó chính là nhân vật Gun Grocer. Và sơ qua một chút về nhân vật Gun Grocer này thì sẽ không là gì đối với các anh em đã chơi season cao từ season 16 trở lên. Nhưng đối với các anh em Việt Nam mình mà chơi từ season 2 hoặc là season 6 và bây giờ chuyển sang chơi season cao thì đây là một nhân vật cực kỳ mới mẻ và lạ đối với anh em. Tại sao mình nói là bởi vì đây là một nhân vật của mũ nhưng lại có thể sử dụng súng và đi theo dòng pháp thuật. Anh em cũng có thể thấy ở season 19 thì Gun Grocer của chúng ta sở hữu một đôi cánh màu đỏ rất là đẹp và sử dụng các vũ khí súng cũng là màu đỏ luôn, và set thân là Lightning sẽ là màu xanh, màu tông chủ đạo của set 1500. Và mình sẽ đảo qua một vòng cho anh em thể thấy đôi cánh này nó đẹp như nào anh em ạ. Đây là một trong những đôi cánh khá là đẹp so với các nhân vật khác và chắc chắn là hơn nhân vật DK của mình rồi. Một trong những nhân vật yêu thích của mình là DK, nhưng mà khi lên season 19 thì khá là bị ghè lành với đôi cánh khá là xấu giống như cánh bướm anh em ạ. Nhưng đổi lại Gun Grocer thì không hề như vậy nha anh em, một đôi cánh tuyệt đẹp. Và chúng ta sẽ điểm qua một chút về bảng C của em nó khi lên season 19. Khi mà chúng ta lên season 19 thì bảng C của em nó sẽ bây giờ được nâng cấp lên level 1600. Và khi mà làm xong nhiệm vụ level 1200 Master 5 thì em nó sẽ đổi tên là Manus Gun Grocer nha anh em. Bây giờ nó đổi tên rồi đấy anh em. Và đối với Gun Grocer thì mình đã ăn mắc hoa quả là 127 điểm lên 127 điểm. Và stream để mình sử dụng vũ khí và áo quân sẽ là 437. Còn bao nhiêu năng lượng mình sẽ lấy là 1500 điểm năng lượng nhanh nhẹn em. Mình nói nhầm một chút là chúng ta sẽ lấy 1500 điểm nhanh nhẹn để có thể lấy tốc đánh cũng như là lấy khả năng giáp, hay là còn gọi là phòng thủ tăng thêm nhé. Và lượng phòng thủ của mình đạt được sẽ là 13.060. Và tốc độ đánh khi mình ăn thêm là speed của cái ngọc sụp và speed của vũ khí mình tạo ra thì cái viên ngọc mình tạo ra thì bây giờ mình có thể đạt đến lượng là 246-280. Và khi chúng ta sử dụng thêm skill book Fish Fighter thì bây giờ là mình sẽ là max speed nha nhé. Và death rate của mình đạt được sẽ là 400 cộng với 40 tăng thêm, tức là 440. Và một trong những điều mà anh em quan tâm đó chính là lượng sức mạnh phép thuật của em nó bây giờ sẽ là 41.502 sức mạnh phép thuật tăng thêm, cộng với sức mạnh phép thuật cơ bản là 13.051 điểm. Tổng sức mạnh em nó đạt được sẽ là 54.000 anh em, 54.500, rất là cao anh em ạ. Rồi đối với các cái chỉ số bảng C cơ bản thì bảng phần trăm của em nó thì như nào? Phần trăm của em nó sẽ là 78% crit dam, 68% excellent dam, double dam sẽ là 33%, khá là cao đấy anh em. Gần như là đối với crit dam gần như là max ping rồi anh em ạ. Vì crit dam ở season server của mình chỉ có thể đạt được là 80 thôi. Dù anh em có lên 85 hay 90 thì nó chỉ giới hạn là 80 thôi anh em. Chuyên giáp bây giờ sẽ là 30% chuyên giáp. Trời ơi. Triple dam sẽ là 17%. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điểm qua về trang bị của em nó. Trang bị của em nó mà mình sử dụng cho ngày hôm nay đó chính là cặp vũ khí level 1400 có tên là Excellent Apple Magic Gun cộng 15. Và nó sẽ mang lại cho em nó 212% sức mạnh phép thuật. Và sức mạnh yêu cầu để có thể mang được cặp vũ khí này đó chính là 434 điểm sức mạnh và 347 điểm nhanh nhẹn. Ở cái sức mạnh này mình muốn lưu ý cho anh em một chút là tại vì mình đã khảm Harmony, tức là đã tạo hóa, và mình sử dụng nó giảm đi lấy là skill attack power 35, SD reduction rate là 10% và 5% chuyển hóa mana thành sức mạnh phép thuật. Ngoài ra là mình dùng đá cao cấp để mình giảm đi sức mạnh yêu cầu của em nó từ 464 điểm, sức mạnh yêu cầu bây giờ chỉ còn là 434 nha anh em. Nếu như mà anh em không sử dụng đá cao cấp để có thể giảm sức mạnh thì sức mạnh yêu cầu của em nó khá là cao đấy nha em ạ. Rồi tiếp tục set đồ. Set đồ mình sẽ sử dụng là set Lightning rồi nha em ạ. Giới thiệu nhân vật mà phải sử dụng set mắt, đó là set Lightning Gun Grocer. Và set này sẽ là tăng cho em nó lên được tần là 216 điểm sức mạnh Master Skill Attack Power và tăng thêm năng lượng là 520 điểm, tương tự với các cái nhân vật phép khác. Triple dam của em nó bây giờ sẽ là 14%. Và một trong những thứ mà anh em quan tâm nhất đó chính là cái win.
Queen Crusher của chúng ta ngày hôm nay đây nha. Queen Crusher của chúng ta nó sẽ có là 2324 điểm sức mạnh sản xuất tăng thêm và 70 cũng như là 73 điểm phần trăm đam tăng thêm và đam hấp thụ giống như là Queen 4, và chúng ta sẽ có thêm dòng là đam correction cộng 16. Ngoài ra cái Queen này có một điều đặc biệt là nó đang có lúc nha nhé, và dòng của nó sẽ là đang xuyên giáp 7%. Đối với Queen Core, Queen Core của em nó thì mình đang sử dụng Queen Core có tên là Crimson, giống như cái Queen của chúng ta. Queen của Queen Rooster ở season 19 sẽ là Queen 5 có tên là Crimson Queen đó. Và Queen Core của chúng ta sẽ mang lại là 273 điểm sức mạnh sập thuật, cũng như là lượng tấn công và phòng thủ thuộc tính sẽ tăng lên 125 điểm. Và Queen Core này của mình cũng đã cộng 15 luôn cho em nó. Cách tăng điểm Queen Core, cách nâng cấp Queen, cách chế tạo Queen 5 thì mình đã có một video khác ở trong cái kênh của mình. Anh em có thể vào kênh và tìm kiếm cách chế tạo Queen 5 ở mùa online season 19 thì anh em sẽ thấy rõ ràng nhất về cách chế tạo Queen 5 là như thế nào. Rồi, và ở video này thì mình cũng sẽ sử dụng cho em đó một con Ur Dam với đam theo level, đam thuộc tính và phòng thủ theo level. Ngoài ra mình sẽ sử dụng thêm một con sỏi vàng để kiểm tra cái lượng đam tối đa của em đó. Và bây giờ mình sẽ cùng với em nó và bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi kiểm tra lượng đam của em nó đạt được. Rồi, mình vừa đưa nhân vật Gun Rooster của chúng ta đến cái vị trí test đam. Và trước khi test đam mình sẽ đổi sang con sỏi vàng để kiểm tra được lượng đam cao nhất mà em nó đạt được trên một hit cũng như là trên một giây anh em. Và mình sẽ để khoảng tầm 30 giây đến 1 phút để chúng ta có được kết quả chính xác nhất. Ở đây thì mình cũng sẽ giới thiệu với anh em luôn Skill Master 5 của em nó. Skill Master 5 của nhân vật Gun Rooster của chúng ta sẽ có tên là Burning Flake Upgrade anh em. Và chúng ta sẽ thử xem skill này nó có hiệu ứng như nào. Rồi, như anh em cũng có thể thấy skill này của chúng ta nó sẽ là sự kết hợp giữa skill bắn băng và skill bruting của Master 800 mở rộng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thứ nhất đối với lượng đam mà skill Master 800 bình thường có thể gây ra. Với sức mạnh yêu cầu là 100, nhanh nhẹn 200 và năng lượng yêu cầu sử dụng là 800. Và sẽ mang lại cho em nó là 330 điểm basic skill dam, tức là skill dam cơ bản nha anh em. Và mình sẽ để bảng C qua một bên để cho anh em thấy được chỉ số nó sẽ là giống nhau như nào. Mình sẽ vẫn là ăn speed và là ăn hack speed này. Rồi, mình sẽ để auto. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng test lại. 1.675.000 nha anh em, lượng dam cao nhất. Và chúng ta sẽ để khoảng 25 đến 30 giây là chúng ta có thể kiểm tra được chính xác lượng đam em nó gây lên một giây là bao nhiêu. Đây nha anh em, đây là con số nha anh em. Với một mục tiêu thì em nó đang hiện tại đạt ngưỡng là 7.400.000 lượng đam cơ bản có thể gây ra được. Và lượng đam cao nhất của em nó có thể đạt được là 1.675, cũng khá là ổn áp anh em ạ. Đối với con nhân vật phép thuật bình thường thì sẽ là 1.497.000 đấy anh em, còn cao nhất là 1.600.000. Ok, 46-47 giây à, khoảng gần 8 triệu nhé, mình cho là 7.8 đi cho nó ổn định với 52 giây. Bây giờ chúng ta sẽ đổi sang skill Master 5 nha nhé. Mình sẽ đổi sang skill Master 5 có tên là Burning Flake Upgrade. Và skill này sẽ cho chúng ta được gì? 100 sức mạnh yêu cầu, nhanh nhẹn cũng là 200, năng lượng yêu cầu để học vẫn là 800 và lượng basic skill dam chỉ là 310 so với 330 của skill Master 800 thì lượng skill của Master 5 mang lại là thấp hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra ngay bây giờ khả năng gây dam của em nó. Đó, hiện tại mình thấy là 1.7 nhé em, 1.7 trăm bao nhiêu đấy rồi, hơn tầm 10.000 đam so với skill Master 800. Đam thì có vẻ dày hơn rất là nhiều. Normal đam bây giờ đã lên tầm được 12.000 này kìa anh em, 12 triệu rồi anh em. So với 7.8 hồi nãy thì đây là một con số vượt bậc đấy anh em, hơn tầm 4.000 lần mà. Tức là Master 5 đã lớn hơn Master 800 rất là nhiều. Đây em có thấy đam khá là dày anh em ạ. Rồi, trước khi đến với bảng Master 5 thì bây giờ chúng ta sẽ đưa em nó lên đến bài quái và chúng ta sẽ kiểm tra luôn với bài cuối cùng để em nó có thể trên được hay không.
và trước khi lên với bài cái cuối cùng thì mình sẽ đổi em nó thành con UR giống như các cái nhân vật khác để cho có sự đồng đều nhé em. Ok, như vậy là mình vừa đưa nhân vật Bulldozer của chúng ta đến với bài quái Iceland. Đây là bài quái cuối của mùa online season 19. Với cấp độ yêu cầu có thể đến được bài đó chính là level 1450. Và như trên màn hình thì anh em cũng có thể thấy khả năng đi trên của nhân vật Bulldozer thì cũng khá là ổn anh em ạ. Nhưng mà lượng phòng thủ thì có vẻ là hơi đuối. Và đây mình đã để trên màn hình anh em cũng có thể thấy được là khoảng C của em nó để gần như là mắc tốc độ đánh. Thì khả năng clear quái của em nó vẫn lớn hơn KDA là 0.5 quái trên 1 giây anh em. Và total lượng đam mà em nó có thể gây ra trên 1 giây là 9.4 khi mà đi trên ở bài quái bình thường. Nhưng mà anh em cũng có thể thấy thì khả năng uống máu của em nó thì như uống nước lạ. Khá là yếu anh em ạ. Khi mà anh em đi trên với nhân vật Bulldozer thì anh em sẽ phải có thêm buff và có thêm nhân vật DW để có thể có buff mana siêu đỡ đòn cho em nó một chút, nếu không thì em nó chỉ sẽ bất đắc kỳ từ bất kỳ lúc nào, nhất là những khi màng lát. Rồi chúng ta sẽ đến với việc trải nghiệm Master 5 một chút nhé nhé. Master 5 của nhân vật Bulldozer chúng ta cũng sẽ có 3 dòng để cho anh em có thể theo, đó chính là dòng nút, dòng boss và dòng AOE. Đối với các skill của nhân vật Bulldozer thì mình khuyên anh em là nên sử dụng cam AOE cho đi trên, và skill card của em nó sẽ là thẻ bài skill, tuyệt chiêu là kêu tăng thêm 67 điểm, tăng speed thêm 15 điểm và tăng HP lên 150. Tương tự với hai cái ô kia sẽ là tăng mana lên 150 điểm và tăng AG lên 90 giống như các nhân vật khác. Rồi đối với các cái thẻ bài tương khác trong bảng Master 5 thì như nào? Đối với các thẻ bài ở màu xanh nước biển, màu xanh lá cây và màu tím thì mình sẽ sử dụng tương tự như nhau. Với thẻ bài loại 1 sẽ là sử dụng Element Attack Power, tăng đam của nguyên tố lên nhanh nhém. Và đối với bên trái thì chúng ta sẽ dùng là tăng đam phép thuật nhỏ nhất tăng thêm. Đối với cấp độ thẻ bài thứ hai thì là cấp độ 2 mình sẽ sử dụng là tăng Agi, tăng điểm Agi cơ bản lên. Với thẻ bài thứ hai mà bên trái bên phải thì chúng ta sẽ sử dụng là tăng tạp thương gây ra bởi cảnh cấp 5. Đối với thẻ bài loại 3 bên trái bên phải thì chúng ta sẽ sử dụng là tăng mắc đam lên 171 và bên trái sẽ là tăng đam theo level. Tiếp tục đối với thẻ bài loại 4 và bên phải sẽ là tăng phòng thủ của cánh cấp 5. Và bên trái thì chúng ta sẽ sử dụng là tăng điểm năng lượng để chúng ta có thể có được một lượng sát thương lớn. Đối với thẻ bài loại 5 thì chúng ta sẽ bên phải là sử dụng Mastery Magic Power, cộng thêm 151 điểm, rất là lớn anh em ạ. Và sẽ giúp cho chúng ta có một lượng đam cực kỳ khủng. Từ là bên phải thì chúng ta sẽ để lượng đam AOE tăng thêm. Đối với cả cái thẻ bài loại đặc biệt hay còn gọi là thẻ bài tinh anh thì chúng ta sử dụng tương tự như cả cái nhân vật khác, với việc sử dụng double dam ở bên phải và crit dam ở bên trái. Đối với màu xanh là cây thì chúng ta sẽ sử dụng là xuyên giáp bên phải với 4% tăng thêm, và chúng ta sẽ lấy thêm excellent dam 9.2 ở bên trái. Tiếp tục đối với màu tím thì bên phải chúng ta sẽ lấy là xuyên giáp như nhé, và bên trái thì chúng ta sẽ lấy tăng dam một skill lên. Đây là tất cả những cái gì mà mình muốn sau cho anh em, và cho anh em thấy được một nhân vật Bulldozer ở season 19 có đáng chơi hay không. Và theo anh em, nhân vật Bulldozer này có đủ đạt được sức mạnh như anh em mong muốn hay là vật yếu hơn so với các nhân vật khác? Tất nhiên thì nó sẽ không bằng đối với các nhân vật GL hay là DK anh em ạ. Nhưng mà đối với một nhân vật phép thì khả năng đi trên như này thì chấp nhận được, chấp nhận được đấy anh em. Rồi, trên đây là một cái video ngắn của mình. Nếu như anh em có ý kiến gì hoặc là muốn yêu cầu mình làm một nhân vật nào, hoặc là hướng dẫn anh em nâng cấp thẻ bài, hoặc là bất kỳ một vật phẩm nào trong mùa online ở season 19 thì anh em cứ để lại bình luận ở bên dưới, mình sẽ trả lời và sẽ làm cho anh em trong một thời gian sớm nhất. Và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like cũng như là đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực. Ngoài ra thì anh em cũng có thể donate cho mình qua tài khoản Momo bằng mã QR đang hiện ở trên màn hình. Một lần nữa mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.